người mà tôi ngưỡng mộ bao nhiêu lâu nay mà đầy bí ẩn. Em biết nhiều càng thấy bí ẩn. Em ơi, sao em trẻ lâu quá? Về bí quyết nào truyền cho bọn chị nè? Dạ, xịt keo ạ. Xịt keo tóc còn cứng hơn chi là da mặt không sao ạ. Tức là để nguyên cái mặt trẻ như vậy xong xịt keo lại. Đúng rồi, là trẻ hoài luôn đấy. Trước tiên thì chị tới chương trình, chị có muốn gửi lời cho cái gì khán giả của mình không? Xin chào quý vị khán giả Lý Nhật Kỳ, rất là vui khi hôm nay chúng ta có thể ngồi với nhau để trò chuyện, chia sẻ những cái thầm kín cơ về tình yêu, về đàn ông, và đặc biệt rằng là có thể chia sẻ cùng với tất cả những phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và thành công có mặt ở ngày hôm nay. À, giới thiệu với quý vị khán giả cũng như là giới thiệu với chị Kỳ là trong chương trình Chị Em Chúng Mình, để mà đến với phần khách mời thì chúng em sẽ có một cái trò chơi nhỏ gọi là vòng quay bí ẩn. Ở trong vòng quay này thì mỗi khách mời đến với chương trình sẽ phải làm theo yêu cầu hoặc là trả lời câu hỏi trên cái vòng quay đó một cách chân thật nhất. Và ngày hôm nay chị Kỳ sẽ là người khai trương cái vòng quay này. Ủa, sao quay làm sao? Đây đây chị Kỳ, thì là trong này mà nãy giờ mình nói sao cứng quá vậy trời. Trời ơi, lâu từ xưa giờ chắc không chịu. Trời, lần đầu còn bỡ ngỡ, coi vô gì đây. Yo, bài hát, bài thôi nha. Thôi. Một điều sai trái nhất mà bạn từng làm là gì? Khán giả truyền hình đang lắng nghe nha. Thực ra thì ít có điều sai trái trong cuộc đời của Kỳ. Thế cái sai nho nhỏ của chị? Sai nho nhỏ của Kỳ đó là rất là lụy tình cảm. Lại yêu quá, dại khờ quá. Yêu đam mê, yêu dại khờ, yêu mua muội. Dâng hiến hết. Không, cái đó thì rất tỉnh táo. Là đừng có động đến tiền của chị. Chị yêu nhưng mà tiền của chị là chị không có giải khờ nha. Không, không có giải khờ, cái đó rất tỉnh táo. Nhưng mà chị có cái ví dụ như là người ta có lỗi thì mình tự nhận thành lỗi của mình để mình dễ chấp nhận và tha thứ. Thì đó là... Lỗi với người ta. Người ta ngoại tình thì sao? Thật ra là hồi trẻ còn có một cái gọi là khờ khạo khi mà mình bắt gặp luôn người ta với một cô gái khác, nhưng mà mình vẫn khóc xong rồi mình quỳ xuống mình xin thôi bỏ qua đi. Mà đó, mình quỳ xuống mình xin chứ phải người ta xin mình. Trời, thì cái đó mình nghĩ đó là điều sai trái mà trong cuộc đời mình nghĩ là mình sẽ lụy tình. Không ai tin đúng không? Chị không tin vào tai mình thật ý. Chị không bao giờ nghĩ em mà lại phải trải qua những cái tình huống như vậy ý. Mình cứ nghĩ là chị là một người cực kỳ lý trí tới mức độ mà cái tình yêu của chị cũng chị sẽ kiểm soát được tất cả. Đúng. Thật ra rất là lý trí trong công việc, trong mọi thứ trong của cuộc đời. Và mình rất là biết nắm cái cuộc đời mình. Nhưng mà chỉ có riêng cái điểm mà khi đã yêu và đặt một tình yêu rồi thì mình sẽ bị cái đó. Bây giờ còn lụy không? Bây giờ thì ở một cái là khi mà mình đã là thành đạt thì bắt đầu mình có một cái sự gọi là cái tôi rất là cao, thì mình sẽ không lụy theo cái kiểu mà để cho người ta nhìn thấy mình quá yếu đuối một cách khờ dại, nhưng mà mình sẽ lụy từ bên trong, có nghĩa khóc và khó quên. Là ngày xưa là mình quỳ rồi, còn bây giờ mình nằm đúng không? Đúng rồi. Dậy đúng không? Mình lết. Mình lết rồi. Thôi nhưng mà bình thường mà chị phải vậy mới vui đúng không? Quay nữa hả? Quay nữa 3 lần cơ. 3 lần chị ơi, 3 lần lận. Ngắn quá, thôi quay nhẹ thôi. Điều chưa hài lòng nhé. Cũng về cái chuyện đó luôn đó. Cũng về điều đó hả? Vẫn là điều đó, chắc chắn rồi. Điều chưa hài lòng nhất sẽ là cái điều mà vì mình chưa thể mạnh mẽ được trong cái chuyện tình cảm. Bây giờ mình tìm gì vui vui, ví dụ như thể hiện điều giống nhảy như là hát gì đó chẳng hạn. Mình tìm gì vui vui, ví dụ như thể hiện điều giống nhảy như là hát gì đó chẳng hạn. Mình tìm gì vui vui, ví dụ như thể hiện điều giống nhảy như là hát gì đó chẳng hạn. Quay rất quen đi cô. Trời ơi cô ngập tung tôi hoài rồi nha. Chị chọn đi. Em đừng chỉnh nha. Em không chỉnh đâu. Em không tác động nha. Em không tác động. Em hứa đi. Em không. Bỏ tay ra. Em để đây mà. Không. Đâu em chị để đây cứ, chị cứ quay đi chị. Chị cứ quay đi chị. Chị không. Cứ quay đi. Em đứng cái bên chị để em nhìn thôi. Tôi nghi quá à. Dạ không có gì hết. Trời ơi hai cô mỹ nhân này. Bỏ tay nha. Tôi coi đó. Ủa chị ơi nhưng mà cái này là nó có dính không? Trời ơi cái này. Hãy nói một điều với người yêu cũ của bạn. Không nói được thì mình hát một bài gửi người yêu cũ cũng được nha. Rồi câu này khó ạ. Mình có 3 người yêu cũ, mình biết nói người nào. Chị nói hết với 3 người đi chị. Gì vậy? Chung gì bá đạo.
Còn không, em bảo này, chỉ nói chung thôi, ba anh đã tự hoang mang không biết là ai vào với ai, hiểu không? Đúng nghĩ là mình đó. Theo em thì em thường sẽ nói gì với người yêu cũ? Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Hiểu không? Đó. Tự nhìn lại anh đi và nhìn em bây giờ đi là được rồi, đúng không? Người ta sẽ thấy hối hận kiểu vậy. Chị, bây giờ bởi giờ chị yếu đuối, chị lụy tình quá, bây giờ chị nói một câu nào đó phũ phàng đi. Em chúc anh tìm được một người nào đó hơn em. Không, không thật lòng, cái đó không thật lòng của chị đâu. Thì đó, không, Kỳ Kỳ đã nói là không thật lòng rồi. Không thật lòng chị đâu. Chứ làm gì có ai hơn chị nữa đâu mà nó. Vậy hả? Ừ. Vậy thì mình phải nói, chúc anh tìm một người thấp hơn em. Nha. Yeah. Rồi chị ngồi. Má trời ơi, chị mở hàng đó, ok. Em thấy chị là một người rất là độc lập và tự chủ trong kinh tế rồi suy nghĩ nữa. Thì khi mà chị, cái đặc điểm nào ở một người đàn ông khiến cho chị thu hút, với lại cái chuyện mà người đàn ông đó thành công hay là không thành công bằng chị á, nó có khiến cho chị suy nghĩ không? Thật ra thì cái cách người phụ nữ họ chọn lựa một người đàn ông á, nó rất là đa dạng và chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Chứ không bao giờ mình có thể định lượng được và mình cũng không có phân biệt được đúng sai đâu. Kỳ không có thích người đàn ông có thể là áp đặt hoặc là hơi bị gia trưởng. Gia trưởng. Cái đó, đó là cái đáng sợ nhất. Đáng sợ. Và cái thứ hai thì tại vì Kỳ cũng độc lập và ngay cả sau này nếu có lập gia đình thì người đàn ông đó nhiều tiền hay ít thì mình không quan tâm. Mình vẫn là người độc lập kinh tế và mình thích tự chủ trong cuộc đời mình. Cái quan trọng là cái mình đang cần người đàn ông đó như thế nào, có thể chia sẻ được, đúng rồi, không? Che chở được mà ở bên người đấy mình thấy bình an. Thực ra đối với Kỳ, Kỳ chỉ cần một người đàn ông chân thật thôi. Chân thật ở một cái góc độ là thẳng thắn. Ok, khi nào cảm thấy chúng ta không còn hợp với nhau nữa thì chúng ta có thể kết thúc. Nhưng đừng bao giờ mà còn đang quen mình mà lại phải làm tổn thương thêm một cô gái khác. Rồi cuối cùng là hai người phụ nữ cũng là ôm lấy sự tổn thương. Còn người đàn ông thì người ta cảm giác ok, hai bạn tổn thương rồi, tôi đi tới người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và phụ nữ mãi mãi luôn luôn là cái gì, là người cái thế bị động chứ không được chủ động như người đàn ông. Và Kỳ không thích cái quan điểm đó lắm. Rất đồng ý như vậy, mình có lòng tự trọng và cái sĩ diện rồi, của phụ mình nữ. Đúng rồi. Nhưng mà chị biết không, chị là một người, cái hình ảnh của chị là quá thành công và quá xinh. Cho nên đôi khi những đàn ông mà bình thường cho là những đàn ông mà mộc mạc và rất là chân thành đó, em nghĩ là họ thì nghĩ họ là lại, tôi không đủ để có thể tiến tới chị là thứ nhất. Còn thứ hai, thật ra hai mươi mấy tuổi thì em thấy đàn ông không gia trưởng cũng có, nhưng mà thật ra chị em mình ở đây cũng là bây giờ là thật ra thì mình tới ba mấy rồi thì em thấy nha, những đàn ông nào mà lớn tuổi hơn mình là em thấy hầu như là ai cũng gia trưởng hết luôn. Mình sẽ phải đấu tranh chứ. Phụ nữ là luôn luôn phải có sự đấu tranh. Họ phải thay đổi nếu thật sự họ thương mình. Và chỉ có sự thay đổi thì mình mới đi được tới tận cùng. Còn nếu như thật sự nó vẫn có sự khác biệt thì rồi cũng sẽ gãy. Nói thì nói chứ giờ mình càng về lâu về dài thì mình cũng mơ ước tới một gia đình, đúng không? Rồi khi nào định lập gia đình? 2 năm về trước Kỳ vẫn còn rất là áp lực trong cái việc rằng là sinh con, lập gia đình rồi ABC. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa phải là Kỳ. Nghĩa rằng là Kỳ đang theo một cái khuôn khổ, gọi là khuôn khổ của cái xã hội này. Nhưng mà sau khi Kỳ đã chia tay với người bạn trai và sau 2 năm thì Kỳ đã thay đổi hoàn toàn. Phụ nữ chúng ta có thể tự chủ được, tự mang lại hạnh phúc cho mình và mình không còn bị áp lực. Có lẽ là nhiều khi không còn áp lực nên là Kỳ trẻ hơn. Mình đồng ý là bây giờ mọi người sống vội vàng quá, đúng không? Có những người họ yêu rất là vội này, quyết định cưới hay là họ quyết định đến một người nào đó rất là vội vàng, sau đó thì họ cũng vội vàng chia tay. Em nghĩ là chị không phải là một người vội, nhưng chắc chắn chị là một người quyết đoán. Vậy thì làm sao những người phụ nữ bình thường ở ngoài kia để họ không bị lỡ cái thời điểm đẹp, nhưng họ cũng không chọn nhầm người? Thật ra đối với Kỳ thì thời điểm đẹp chính là thời điểm mình chọn được người đàn ông phù hợp, chứ nó không phải là độ tuổi và thời gian. 50 tuổi mà bạn chọn được người đàn ông xứng đáng thì đó lại là thời điểm đẹp. Còn nếu bạn chọn một người đàn ông mà lúc bạn 20, 25, nó là đẹp đẹp ở độ tuổi và nhan sắc. Rồi 5 năm, 10 năm sau bạn vừa là mẹ bỉm sữa, tóc thì bù xù, rồi cảm thấy chết rồi, buồn quá không ăn được vì chồng tôi đang đi với một cô gái khác đang rất là xinh và đang rất hot girl. Vì vậy nên là với Kỳ quan điểm thì thời điểm đẹp nó không phải là thời gian, mà thời điểm đẹp là bạn phải mặc được một chiếc áo cưới với một người đàn ông mà bạn tự tin là trao chìa khóa trái tim của mình cho người đó.
hãy chọn một người đàn ông mà dám chấp nhận hết những gì mình đang có. Nhưng mà là để làm được cái điều đó, đó là phải dám đợi, đúng không chị? Phải dám đợi, phải đúng dám rồi. Chấp nhận cái lúc mình cô đơn, trong cái lúc mà mình chưa chọn được đúng người. Đừng cho rằng cái quan điểm cuộc hôn nhân lấy chồng là một cuộc đua. Ô, tôi phải về đích nè, tôi có chồng 20, lúc khi tôi 20 tuổi nè. Còn cái cô mà đi 50 tuổi cũng mới lấy chồng là ô trời ơi, bà này già rồi lấy chồng để làm gì nữa không. Nhưng chưa chắc gì mình lại về đích bằng người ta. Đúng rồi chị. Vì vậy nên là lấy chồng không phải là cuộc đua. Quan trọng là cái điểm rơi là rơi trúng người thôi. Nên là rơi trúng người mà... thôi. Nhưng mà vậy chứ. Hả? Nhưng mà trong 30 năm đâu, sao ruột chứ? Trời ơi, trời ơi, ngọt nghẹn hết cả lòng này. Chứ bây giờ nhẹ lòng lắm rồi chị ơi. Chị ơi, nhưng mà nói vậy thôi chứ hả? Mình thì tỉnh táo nhưng mà gia đình đâu có tỉnh táo đâu chị. Ba mẹ thế nào cũng sẽ gây áp lực, sẽ hối mình lấy chồng, sẽ này, sẽ kia thì sao chị? Nếu là gia đình chị có nghĩa là khi em đã bản lĩnh và đã hiểu và em đã phân tích rồi, chính phụ huynh chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái tỷ số mà bây giờ gọi là ly hôn nhiều hơn là cái kết hôn. Trước hết phụ nữ cần có là gì? Hãy tìm một công việc, độc lập bản thân. Bởi vì khi mình độc lập thì mình mới có những cái quyết định sáng suốt. Cái sự độc lập đó tạo cho mình có rất nhiều vốn sống khi mình va chạm với xã hội để mình mạnh mẽ hơn. Thứ hai, mình sẽ sáng suốt để chọn ra một cái người đàn ông, cho dù đó là người yêu thôi, nhưng mà cũng phải chọn xứng, sẽ trẻ thôi. Thực ra cái sai lầm của Thái là gì biết không? Là cố gắng thay đổi người đàn ông đó. Người ta nói là thói quen thì thay đổi được, nhưng mà bản chất thì không. Nên nếu mình thấy những cái gì bộc lộ ra mà không có phù hợp với mình thì tốt nhất là mình nên cắt đứt luôn, đỡ tốn thời gian, phí thanh xuân. Tóm lại là không nên ý vội vàng trong tình yêu. Nhưng nếu thấy ai đó có cái dấu hiệu đúng người, hốt hàng liền, hốt đề ngay lập tức. Ngay lập tức, yeah. Nhưng mà nhớ Kỳ nói như vậy là ngày hôm nay thôi. Nhưng mà hình như theo chị Khanh được biết, để đi đến một cái quyết đoán như vậy ấy, đến một sự tỉnh táo mà nghĩ đến thương cái thân mình như vậy ấy, hình như cũng phải sau nhiều năm đúng không? Để có mà mình có được một cái sức bật và mạnh mẽ vậy ấy, nghĩa là mình phải xuống tận đáy. Giống như người đó. Ta nói rằng là khi mình rơi xuống tận đáy thì mình chỉ có hai sự lựa chọn. Một là rơi luôn, hai thì hãy bật lên và mạnh hơn xưa, mạnh hơn trong mọi mặt, cả về cuộc sống, tư duy, sự nghiệp và cả cho bản thân mình nữa. Em rất là thắc mắc là chị đã thành công và chị đã đứng cái vị trí này rồi, là cũng là top rồi. Nhưng mà em không biết là chị có một cái mục đích và kế hoạch tiếp theo cao hơn nữa hay không, hay là chị cảm thấy thôi như vậy là đủ rồi và bây giờ muốn hưởng thụ. Kỳ lại không phải là người thích hưởng thụ. Thay vì á, khi mà mình tổn thương thì ok, thì lúc này mình sẽ đi chơi, đi ABC không. Nhưng mà khi Kỳ lên Đà Lạt được có 4-5 ngày à, là bắt đầu thấy cảm thấy rất là chán và cảm thấy mình hình như mình đang bị tuột hậu quá. Bởi vì thế giới và mọi người đang rất là lao động chăm chỉ và mỗi một giây phút là người ta đã update bản thân lên rồi. Tự nhiên mình bỏ ra 4 ngày mình ngồi không làm gì, sau đó mình mới nghĩ tới đi mua đất. Có nghĩa là sau 4 ngày thức tỉnh là đi mua đất, có công việc để làm. Xong rồi sau đó khi mà đi xây cái resort ở trên Đà Lạt cũng vậy. Chị có tin không, sáng đi Đà Lạt về giải quyết công việc xong đêm là long lộn lên. Và khi em xây cái dự án resort mà trong vòng 3 tháng thôi là em đi ngày đi đêm và đứng dưới mưa, đứng dưới sương để làm. Lúc đó mình cảm thấy đam mê lắm, nhưng mà đến khi làm xong rồi á là lúc đó mình cảm thấy mình chinh phục được rồi. Thì mình để lại cái sự hưởng thụ đó cho ekip, cho người cho quản bạn lý bè rồi này. Cho người bạn bè, cho quản lý này nọ. Rồi sau đó mình lại đi tìm một cái vùng đất mới, xong mình lại khai tiếp tục tiếp. Khai thác tiếp. Em biết cái này em rõ. Tại vì suốt ngày tôi em ở đâu chị gửi cái nào là trái cây, nào là rau sạch, cái trồng bây giờ gửi cho bạn bè thôi chứ. Đấy, kiểu vậy. Em thấy là chị kinh doanh cũng giỏi, làm gì cũng giỏi hết, mà nổi cái resort đó không là cũng tốn rất là nhiều thời gian của chị. Bây giờ chị còn chuyển sang phim ảnh rồi làm này làm kia, chị có thấy bị ôm đồm không? Chị có thời gian để thu xếp hết mấy cái việc đó không? Không, vẫn làm được luôn đó. Dư năng lượng, bởi vì Kỳ là một người thích bị căng thẳng. Căng vậy đam mê lắm mà sao mình vẫn trẻ được là hay đúng không? Em rất là thích làm khó mình, rồi thích bị stress, thích là kiểu mà thích mà ba đầu số tay. Và cảm thấy là một ngày mà không được làm đủ các loại hình công việc khác nhau thì cảm thấy mình đang dư thời gian thích nhiều. Thích stress đúng không? Thích stress. Nếu mà thích stress thì có một trong những cái điều mà chắc chắn người phụ nữ vừa đẹp vừa thành công sẽ phải nhận và phải rất stress là gì? Tin đồn. Một người như Lý Nhã Kỳ mà không có tin đồn là rất lạ.
Thật ra thì là Kỳ đã sống trong tin đồn chắc cả chục năm nay rồi. Không còn cái tin đồn nào mà Kỳ không hứng chịu. Bây giờ mình sẽ tới vào cái phần này của cái chương trình. Nó có tên là đồn hay là thiệt. Và bây giờ là có vẻ là chị Lý Nha Kỳ là một cô gái rất là nói chuyện thẳng thắn vấn đề. Chính vì điều đó cho nên chương trình của chúng em đã chuẩn bị những cái câu hỏi mà đây, cái nào mà đồn thì chị cứ thẳng ra là đó là đồn. Còn rồi, cái mà thật ra thì chị cứ dơ như okay, vậy cùng em nha. Ok. Rồi, câu đầu tiên. Váy ngủ của Lý Nha Kỳ có đính kim cương là đồn hay thiệt? Đúng không? Thiệt. Nó đính cái gì không? Không đính gì cả. Thật ra chị cũng có nghe thấy nhưng chị bật thế này thì ngủ làm sao được, cái ý nghĩ đầu tiên được. Đúng cái rồi này thì ngủ chị làm sao? Đúng rồi, kim cương chị là hơi phải vui để đặt đúng chỗ. Dạ. Nếu không nó thành là kim sa hụt lũ đấy chứ đâu, đâu. Không, nhiều khi cái hôm đó chị đeo nhiều kim cương quá chị quên nó không tháo. À, đi ngủ nó đè lên cái váy, người ta tưởng là cái được váy ngủ. Thế là mọi người đã rõ nhá. Còn bây giờ chị Khanh rất tò mò đến một câu. Đã từng có tin đồn rằng Lý Nhã Kỳ đã từng hẹn hò với một chàng trai kém tuổi mình. Thì là bạn trai em đó chị. À là kém tuổi thiệt. Chính thì... bạn đấy đấy hả? Là cái bạn mà em quen nhau 9 năm rồi chia tay đó. Là thiệt hả? Kém bao nhiêu tuổi chị? Là kém không chị hả? Kém hơn em có 2 tuổi rồi. À, có 2 tuổi. Ủa chứ sao mọi người hình dung ra kém bao nhiêu? Chị nghĩ là mà đã đặt vấn đề kiểu vậy tức là kém rất là nhiều. Chứ kém 2 tuổi không, thì cũng bình thường. Kém 2 tuổi à? Có nghĩa là bạn trai cũ của em sinh năm 84, kém em 2 tuổi. Dạ rồi, vậy thì đến câu của em đi. Tại vì em nghĩ là chị bận rộn như vậy thì chắc là chị Kỳ sẽ không biết nấu ăn đúng không chị? Cái đó là tin đồn hay là thật? Lại cười. Chị ơi, chị. Trời ơi. Cái nụ cười này là khai hết cả. Em mừng quá, em mừng quá. Tại vì ai cũng biết nấu ăn. Mà em không hề biết nấu ăn cho nên em rất là sợ. Không, thật ra là... Không, tại vì không, mình phải thay đổi chứ. Không, phải là đồn. Bởi vì bây giờ khái niệm là nấu ăn là nấu để cho chín và ăn được. Hay nấu ăn để cho nấu ngon á. À, nấu ngon thì là này. Mình cũng cố níu kéo chứ. Ai lại đã ăn vậy. Dạ, và bây giờ sẽ là câu tiếp theo. Đó là bạn là người giàu nhất trong showbiz Việt là đồn hay thiệt? Đồn. Không biết. Này không biết. Không biết. Không biết nha. Đồn á chị? Đồn. Sao người ta đồn kỳ vậy? Chủ yếu là người ta đồn là để người ta gây xích mích, gây ảnh hưởng. Nên là đồn, đồn, đồn. Đồn đúng không? Thôi câu cuối này chắc là câu này dễ nhất, chả có gì đâu, nhẹ nhàng. Tôi lên khăn có vẻ rất là... Kỳ có đại gia chống lưng là đồn hay thiệt? Đồn. Đồn luôn. Ừ. Thế này rồi. Không thấy cái nụ cười kia cho nên là thấy rất là thật nghiêm luôn túc. Mà chị cũng tin như thế. Dạ, vâng, vâng. Thật ra thì đã là một người của công chúng á, thật ra rất là dễ để mà mọi người biết. Thậm chí là mình mới gọi là mới lu lú để ý ai thôi là cũng đã bị dập tắt luôn cái sự lu lú đó đó. Bởi vì mọi người rất là tin ý. Và cái việc mà đại gia chống lưng thì chắc chắn là 100% là đồn. Bởi vì là Kỳ là độc lập. Và ngay cả khi mà mình đang là một người phụ nữ độc thân thì mình vẫn giữ ở mức độ phong độ. Từ xưa giờ mà mình đã có sao thì nó chỉ hơn nhưng mà mình cũng chưa bao giờ tuột. Thí dụ như người con gái khác có thể được lựa dựa mà. Thí dụ như mình có mưu cầu một người đàn ông nào đó để đúng, dựa vào. Em thấy cái đó là chuyện bình thường mà. Đúng rồi, là dựa thôi. Mình phải được dựa dẫm yêu thương. Đúng rồi. Chứ mình là phụ nữ. Được cưng chiều. Nhưng nói chung là vậy nè, kiến thức cái gì? Cái lời đồn của dành cho nghệ sĩ rất là nhiều. Mà nó nhiều cái không hề đúng. Mà mọi người cảm thấy đó là y như là đúng vậy luôn. Giống như bản thân Harry nha, anh Trường Giang nói đùa giỡn thôi. Với vợ chồng Trấn Thành và Harry giàu tới mức độ ở bên Mỹ có 3 căn nhà rồi ở đâu đó, rồi Long Thành ở đâu, cái gì, đùa hết tất cả. Nhưng mà người ta ai cũng nghĩ là mình có nhà. Rất là thắc mắc là ủa, thế cuối cùng cái nhà của tôi mà các bạn nói là nó nằm ở đâu để tôi ra ngoài đó tôi ở đó. Thiệt luôn á, rất là tức. Hôm nay thì chị đã vượt qua rất chưa, là nhiều lời. Kỳ có hiềm khích với một trong năm người của chương trình Chị Em Chúng Mình là đồn hay thiệt? Cái gì? Không, cái này em hỏi cho vui. Không,
không mất được. Trời ơi.